Xin chào các em, mời các em đọc sách với cô Hạnh và Bambi. Su su đi chúc Tết. Su su đi chúc Tết. Sắp đến Tết rồi, nhà nhà rất vui. Mẹ ơi, ngày Tết là sao hở mẹ? À, ngày Tết là ngày gia đình sum họp là ngày để mọi người có dịp thăm viếng chúc mừng nhau con ạ à. sáng mồng một Tết hôm nay mẹ dắt Su Su đi chúc Tết bà ngoại nhé a à, thích quá tại nhà bà ngoại thưa bà ngoại con mới tới su su ngoan lắm năm mới con chúc bà ngoại sống lâu trăm Tuổi hà hà, bà ngoại cũng chúc su su năm mới thiệt là ngoan học giỏi nữa nhưng mà bà ngoại hết tiền rồi không lì xì cho su su được dạ không sao con lớn rồi mà ngoại su su giỏi lắm bà đùa thôi lì xì cho con nè con cảm ơn ngoại nào bây giờ cả nhà ta cùng vào ăn bữa cơm đoàn viên đầu năm nhé ngày tết thật tuyệt vời hết rồi cảm ơn các em tạm biệt và hẹn gặp lại